người đang xem kênh Yewon TV nha. Hôm nay Tiên sẽ đãi ba chồng ăn bún bò Huế Việt Nam nha mọi người. Đơn giản nhưng mà vô cùng ngon luôn. Đó, đây là bún bò Huế Tiên đã mua ở ngoài quán chị Nhung về. Như mọi người đã thấy lúc nãy đó là hai cha con bắt đầu bỏ vô bếp ga nấu sôi trụng qua trụng lại các thứ mới ăn được. Yeah. Mời ba ăn thiệt là nhiều nha ba. Ngoài đi tôi xe năm đũa lên nào. Trộn đi. 아버님잘 비비세요. 네. 예. 그리고 이거 넣어요. 이거 넣고 네. 저 따라 하세요. 저 따라 하세요. hãy làm theo con nha ba. Bỏ gạo vô rồi ba. 이거는 이렇게 많이 넣어야 맛있어요. 오케이. 네. Hai cha con mình chia đều luôn nha. 5 luôn ba. Cứ luôn. 예. 네. 다 넣어요. 이거는 향이 좋죠? mùi thơm dễ chịu hả ba ha? 향 좋아요. 예. mùi rất là thơm luôn. Ba nói thơm. 진짜 향이 좋아요. 예. Mùi thơm cực kỳ luôn. Rồi nặng vô miếng chanh cho nó thanh lên nè ba. Nè, lemon. Lemon bỏ hột nha ba. Cipeo. Trời đất, nó gớt. Nặng miếng chanh vô. Rửa móng tay luôn. Để đây đi, hồi trà móng tay. Còn muốn thèm thì làm gì nè. Ngon quá ba. Ồ. 아버님 드실 거 싶어요? Ba Tiên cũng thích ăn chanh. Dạ, ý cửa. Đây là mắm ruốc nha mọi người. Tại vì Tiên thích ăn mắm ruốc với bún bò Huế, cho nên là Tiên bỏ thôi chứ không nhất thiết là phải bỏ nha. Ý cửa, mùi thơm nè. 아버님 nên nếm xem mắt thôi bà. Trời ơi, thơm tới bới luôn. Cho dù có đi muôn nơi, qua Tây, qua Tàu, qua châu Á, châu Mỹ, qua Trung Bừa, Pilates các thứ thì mình vẫn không bao giờ quên được cái mùi bún bò Huế. Chú cũng nói ra trời. Chú cũng nói ra mà sẽ trời. Bỏ miếng đi ba, bỏ miếng vô nó mới đậm đà hương vị. Cứ cô chú tới xí cô ship nha. Đĩ rồi. Nè. Miếng ớt cho ba. Ba, miếng ớt cho cay. Trời cũng mến. Dạ. Tăng mới đã ba. Trời cũng kìa. Mẹ khô mấy giờ mà sẽ xài. Ăn nhiều. Thử miếng nước nha. Ôi cay thơm mùi mắm ruốc, tại vì Tiên thích ăn mắm ruốc á. Mental 부드럽고 맛있어. 아버님 라몬 네. Cả bún bò giòn kinh khủng luôn mọi người. Với giá nữa. Rau muống giống như là biểu tượng của Việt Nam đó. Việt Nam là phải ăn rau muống với cái gì ta? Rau muống với mắm các thứ đồ mới đúng là Việt Nam. Tỏi ruộng. Nếu như Hàn Quốc có kim chi thì Việt Nam mình có rau muống. Rau muống làm kim chi ăn bá cháy nha mọi người. Kiểu này. Đấy sao? Kim chi má là bà nói cây ăn đã quá. Ăn kèm kim chi á, quý vị nó lạ ghê. Có ai như ba tôi không? Em cũng bò Huế mà. Cắt chanh, bỏ vỏ. Hơi cay nha mọi người. Người Hàn họ thích ăn bún bò huế với kim chi đó. Cái nước nó ngọt từ xương á. Mặc dù á cái bún này nó không có được đầy đủ như là bên Việt Nam, các thứ rồi, nhưng mà ở bên này ăn được tô bún gì là cũng quý à mọi người. Đa phần mấy chị em ở nước ngoài mà thèm hay là tự nấu nhà ăn không à. Qua đây á, cho dù không biết nấu là cũng phải nấu ăn giỏi nữa. Thèm nó qua bán đâu phải tự mày mò nấu lên YouTube, lên Google cha. 고기도 엄청 맛있네. 부드러워. 짠. Ba khen thịt ngon, mềm. Thơm quế quá. Trời, không biết ai sẽ là người đắc cử tổng thống Mỹ hả mọi người. Tranh đấu quá trời luôn, không biết mọi người theo phe nào, xanh hay đỏ. Chà, cái này đúng chuẩn là ăn ra muốn bàn chuyện chính trị nè. Mà bàn chuyện chính trị của nước người ta mới ghê chứ. Những cái ngành của luôn. Bao chị nói cộng mì, cộng bún rất là mềm. Cộng bún này ngoài làm bún bò ra, mấy chị bên đây còn dùng để làm bánh tằm mặn nữa mọi người. Bánh tằm mặn với miền Tây ấy nha. Hồi đó tiên chị với miền Tây ấy, thì người ta gọi là bánh tằm thôi, là người ta đã hiểu bánh tằm mặn rồi. Nhưng mà ở trên thành phố nếu như mà nó bánh tằm không á, thì người ta lại tưởng giống như là ba cái bánh khoai mì hấp á hay sao á mọi người. Như là vậy. Chỗ tiên thì nói bánh tằm là ta biết bánh tằm mặn à. Còn khoai mì hấp gọi là khoai mì hấp. Hôm nay tiên mới đi tập thể dục về. Chuyên tập Pilates. Cái môn này giúp cho phụ nữ mình lấy lại vóc dáng. Giống như là mình bị niễn một bên hoặc là bị căng cổ. Nếu tiên là tiên bị niễn bên gì nè, cái cổ tiên giờ là nó làm gì nè, mà tiên tưởng là trong não thì là tùy tưởng nó làm gì. Nên là bây giờ mình tập cho cái cần cổ của mình thẳng lại, thẳng lại tư thế nè. Mới tập về đói bụng. Cô giáo dễ thương lắm mọi người. Gần 40 tuổi mà nhìn như 20 mấy vậy đó. Mắt rất là to luôn, đẹp gái lắm, dễ thương lắm. Trời, nhìn muốn yêu liền vậy đó. Không để mình là lét trời. Không biết sao chứ Tiên có thể là lượng tính đó mọi người. Nữ Tiên cũng yêu được mà nam Tiên cũng chơi luôn đó. Cảm giác nó là như vậy. Cái gì cũng giống, cái gì cũng quất được chứ. Rất là dễ thương, vui vẻ. Để hôm nào Tiên quay video cho mọi người xem nha. Cô giáo dễ thương lắm vậy. Trời ơi, đẹp gái mà nói chuyện rất là nhẹ nhàng mà vui tính nữa. Trời ơi, cưng dễ sợ. Méo quầy á, ông cay tới nỗi ho luôn. Hơi cay nha mọi người. Bột ớt chị Nhung bỏ bột ớt nhiều quá. Rụng. Tiên đang bị cảm nữa. Sáng mới đi bệnh viện về. Bị sưng cũng họng, bị đau họng, họng hơi sưng nhẹ xíu. Ăn bả này vô nữa trúng luôn. Giờ chắc cũng giảm bớt ăn cay rồi. Ngon. Chị Nhung bả làm gì mà thịt quá trời thịt luôn. Bún cũng nhiều nữa. Quá trời tới bún này. Mình tô nhịp bà bán có 5.000 thôi. 5.000 Hàn Quốc là khoảng 100.000 Việt Nam đồng. Bà bán gì để cho mấy người lao động á, mấy anh chị em Việt Nam mình bên này đi làm về đó bụng mọi người. Ăn rất là nhiều luôn, nhiều khi người ta ăn bữa cơm này xong là người ta không ăn cơm nữa đó. Nên là bà làm bán rất là nhiều đại tô rồi luôn. Thời gian lao động ăn cho no. Mấy anh chị bên này nè. Hột chanh nữa. Là không, cộng hành. Wow. Nãy lắm mình nên ông có đem cười thả xuống tôi này rồi. Tôi ăn còn mới nửa tô, bạn ăn hết rồi mọi người. Mà tôi có ba nhiều hút tinh nha. 부드럽고 맛있어. Bạn ăn mềm ngon quá. Chị Nhung làm lúc tôi bún nhiều quá. Ngon quá. Thấy bà ăn ngon mình dễ sợ luôn á trời. Làm nhẹ miếng kim chi coi. Uống nước cho bà, uống nước cho bà. Hơi cay nha mọi người, mép chưa? Meo rồi ạ. 국물이 시원하고 맛있어. 그래, 그래, 맛있어. Bà thì nước bún ngọt á. Thôi, no quá mọi người ơi, Tiên ăn hết nổi rồi. Đây là lần đầu tiên thất bại xíu. Tại vì hôm nay gọi là condition đó mọi người, là cái thể trạng của mình không được tốt á, bị cảm á, nên là không có muốn ăn gì nhiều, ăn không được ngon lắm. Vậy là cái này nó hơi cay cay. Hôm nay đang bị đau họng á, sưng sưng nhẹ. Ba Tiên làm rất ngon, bữa nay nhìn Ba Tiên ăn đói nha mọi người. Nay Tiên hơi bị lép dế chút xíu. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Yewon TV. Để cho bà ăn xong thì mới nói tạm biệt nha. Thả tới xe à? Ngồi chống càm, ngồi đợi cha già dấu yêu. Không được, không được. Hình như là bên này người ta không có cho phép con dâu ngồi chống càm với ba chồng, kiểu như là không có lịch sử mọi người. Ngồi thẳng lưng ra, tay để xuống bàn vậy nè. Mấy lần Tiên quên ăn cơm với mẹ thì để trên bàn vậy nè, cái mẹ Tiên kêu để cái tay xuống đi, ngồi chống càm gì là không được. Hình như bên Việt Nam mình cũng vậy mà. Còn Ba Tiên ăn sạch tôi luôn á, là mất ba là phải ăn như ba của Tiên vậy nè. Cái ăn như Tiên này là dở rồi. Wow, anh mình cứ được chú gì ạ? Trần mới sumita. Wow, sumita sumita. Trần mới sumita. Dạ, dạ. Tạm biệt mọi người. À, bây giờ chờ tới đây mọi người rồi. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Ôi, sumita sumita. Trần mới sumita nha.